đơn thuốc về đau thắt lưng đau thần kinh bệnh nhân nữ 53 tuổi chẩn đoán là đau thắt lưng đau thần kinh tọa hai bên do thoát ra vị địa đệm rối loạn lipid máu và tăng men gan thuốc được sử dụng là hydrocortisone mươi 125 mg trên 5 lít một lọ ngày tiêm một lần mỗi lần 2 ml tiêm ngoài màng cứng meloxicam, Prebagalin, Vitamin B2, Rosuvastatin, Silimarin và Glucosamine thì ở đây chúng ta có sử dụng uh, hydrocortisone phối hợp lidocaine tiêm ngoài màng cứng tiêm ngoài màng cứng là một thủ thuật mà tiêm vào vị trí thế này thì đây là một thủ thuật ít xâm lấn tuy nhiên thì nó vẫn có nguy cơ nhiễm trùng người ta sợ nhất uh, là nhiễm trùng mà não mũ uh. thì người ta tiêm vào hydrocortisone là một corticoid thì nó sẽ giúp uh, kháng viêm và giúp bảo tồn thần kinh đồng thời nó cũng giảm đau nữa. Hydrocortisone và lidocaine trong uh, trường hợp này giúp giảm đau nữa. Meloxicam là một non-steroid ức chế còn nó có sai vì thế dùng lâu dài nó ít có nguy cơ bị lết nhẹ nhàng tá tràng hơn các non-steroid không giảm lọc. Tất nhiên thì nó vẫn có nguy cơ bị lết nhẹ nhàng tá tràng nha. Do bệnh nhân bị đau thần kinh tọa hai bên do phát bị địa đệm cho nên thời gian sử dụng meloxicam của bệnh nhân cũng có thể là khá dài. Và thứ hai, bệnh nhân có sử dụng meloxicam và hydrocortisone. Tuy hydrocortisone chỉ tiêm ngoài màng cứng thôi nhưng mà sẽ có một nồng độ nào đó đi vào trong máu. Và các bạn biết á, sự hiện diện của cả corticoid và nonsteroid trong máu có thể làm tăng nguy cơ các dạ dày tá tràng. Và chúng ta có thể sử dụng PPI để mà dự phòng lại dạ dày tá tràng trong trường hợp này. Tuy nhiên, các bạn cần nhớ nha, có một điều mà không có trống sắt vỡ, đó là bệnh nhân bị tăng men gan thì các bạn có thể sử dụng PPI nào khi bệnh nhân bị tăng gan, các bạn có thể sử dụng tất cả các PPI ngoại trừ pantoprazole. Hy vọng các bạn có thể nhớ điều này. Tại vì pantoprazole là một thuốc mà có thể gây làm tăng men gan. Vì thế chúng ta không nên sử dụng trong trường hợp tăng men gan. Vì chúng ta có các thuốc khác giống như omeparazone hoặc là esomeparazone rồi. Không việc gì chúng ta phải đâm đầu sử dụng pantoprazole cho trường hợp tăng men gan cả thì hy vọng các bạn có thể nhớ điều này trong năm sau tại vì các bác sĩ kể cả những bác sĩ lâu năm và chuyên khoa 2 cũng mắc phải một các sai lầm như thế này là dùng pantoprazone cho bệnh nhân nghiện rượu hoặc là tăng men gan thì không nên pregabalin thuốc này có tác dụng hỗ trợ giảm đau thì cơ chế tác động của nó là làm tăng hoạt động của hệ GABA. Thì ngoài ra thì nó còn tác động vào một receptor là alpha 2 delta cả hai cơ chế này đều giúp giảm đau hết nhưng mà liều của pregabalin trong đơn này là thấp cái liều khởi đầu của pregabalin phải là 150 mg khởi đầu và sau đó là đưa lên 300 mg sau một tuần và liều tối đa nó có thể sử dụng là 600 mg một ngày đề nghị là tăng liều của pregabalin tiếp theo là vitamin B12 một viên nhân hai lần một ngày liều 1 500 mg vitamin B12 có tác dụng là làm tăng tái tạo về hình thành cái ba myelin của dây thần kinh á. Ta cũng có B1, B6, B12 và PP. Tuy nhiên thì uh, có một điều thế này, trong thực phẩm hiện nay á thì các vitamin đã quá đủ rồi, thậm chí có thể gọi là dư thừa luôn á. Cho nên việc bổ sung vitamin B hầu như không có một tác dụng gì hết. Nó chỉ có ý nghĩa trong cái trường hợp mà thiếu vitamin trong chế độ ăn uống thôi. Ví dụ như thủy thủ đi tàu lâu ngày và ăn toàn đồ hộp hoặc là bệnh nhân nghiện rượu, hút thuốc lá thì mới có khả năng bị uh, thiếu vitamin vì thế là bổ sung vitamin B thì không thực sự là cần thiết có thể loại bỏ nhưng mà uống thì cũng không có hại gì nếu mà bệnh nhân có vấn đề về kinh tế thì chúng ta nên loại những vitamin không cần thiết ra còn nếu bệnh nhân có kinh tế khá giả ổn định và không ngại việc uh, tốn tiền uống thuốc thì chúng ta vẫn có thể dùng uh, silymarin và Silibin cái này là có tác dụng là hạ men gan này còn rosuvastatin 10mg một viên ngày uống lúc tối các bạn biết là các thuốc hạ cholesterol máu thì phải uống lúc tối trước khi đi ngủ. Tại vì cái thời gian mà tạo ra cholesterol nhiều nhất là vào lúc đêm, đạt đỉnh tối đa là khoảng từ 1 đến 2 giờ đêm. Tuy nhiên thì cái liều rosuvastatin 10mg thì mình không có đánh giá tại vì mình không biết mức độ rối loạn lipid máu là bao nhiêu và của nguồn glucosamin thì hiện tại glucosamin còn đang gây tranh cãi vì người ta chưa thấy tác dụng rõ ràng của glucosamin và thứ hai là cái tác dụng của glucosamin sẽ xuất hiện là tối thiểu phải cần 3 tháng mới xuất hiện